Hello, Bá Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lộc và Loan, những chương trình vlog thời sự cũng như giải trí. Hôm nay là Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Quý vị ơi, khuya nay là trời bắt đầu chuyển qua lập đông rồi quý vị. Người Việt Nam mình gọi là đông chí đó. Ngày 21 tháng 12 năm 2020 là chuyển vào mùa đông. Hàng gì có bài hát trời lập đông chưa em, cho lũ chim, Lũ rơi cho lũ rơi trên đi đường. tìm giấc ngủ vui. Sorry quý vị. Không thuộc bài nhưng mà nghe, nghe lũ chim nghe hay hơn lũ dơi ha. Lũ dơi cái dầu lũ mà nó gây rất gây ra virus coronavirus thôi quý vị. Một ngày chủ nhật thật là vui vẻ nha quý vị. corona. Bây giờ Hồng Loan xin tiếp tục với những cái tin tức của ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở CVS và Walgreens đã bắt đầu chích ngừa cho hàng ngàn nhà dưỡng lão. Hai công ty CVS Health và Walgreens hôm thứ Sáu 18 tháng 12 bắt đầu chích ngừa COVID-19 cho giới cao niên sống trong các nhà dưỡng lão, cũng như những người làm việc ở những nơi này vốn là những người được ưu tiên trong danh sách chích ngừa. Theo bản tin của CNBC hôm thứ Sáu, Walgreens nói các dược sĩ của họ sẽ chích ngừa cho người sống trong nhà dưỡng lão, cũng như các khu sinh sống dành cho người cao niên cần sự trợ giúp ở Ohio, Connecticut và Florida. Trong khi đó, CVS nói sẽ cung cấp dịch vụ này ở Ohio và Connecticut. Cả hai công ty đều sẽ mở rộng chương trình này sang các tiểu bang khác trong tuần tới. Việc chích ngừa tại các nhà dưỡng lão là một trong những bước sơ khởi của nỗ lực toàn quốc nhằm có sự bảo vệ trước nhất cho những người dễ bị nguy hiểm nhất do bệnh COVID-19, sau đó mới tới những người khác. Chỉ có chưa tới 1% dân số Mỹ sống trong các nơi chăm sóc dài hạn như các nhà dưỡng lão, nhưng họ chiếm tới 40% những người thiệt mạng vì COVID-19 tính tới ngày 10 tháng 12 theo các con số COVID Tracking Project thu thập được. Việc chích thuốc vaccine rồi sẽ được thực hiện tại các tiệm thuốc trong khu phố hoặc trong các siêu thị. CVS Health và Walgreens nói dự trù có thể cung cấp dịch vụ chích ngừa COVID-19 trong tất cả các cửa tiệm của họ vào đầu mùa xuân này. CVS và Walgreens đã ký thỏa thuận với chính phủ Mỹ hồi tháng 10 để đến chích thuốc tại những nơi chăm sóc người cao niên. Thuốc vaccine của Pfizer BioNTech sẽ được dùng trước tiên và sau đó là thuốc của Moderna. Như vậy là quý vị nhớ nha, hai cái hệ thống chính là CVS và Walgreens. Và ngoài ra đó thì chỉ có bệnh viện là được chích ngừa vaccine trong cái thời điểm này thôi thưa quý vị. Hôm qua Loan Lộc có nhắc quý vị vấn đề mà vaccine giả đó. Thì có nghĩa bây giờ là ngoài những cái nơi đó là không có nơi nào có vaccine thật hết. Quý vị có biết những cái người nhà giàu đó, họ gọi tới tấp vô những cái nơi phân phối vaccine á. Họ nói họ đồng ý, có thể họ trả vài chục ngàn đô la hoặc là họ quyên tiền cho một cái quỹ từ thiện nào của những cái nơi cung cấp vaccine để họ được chích vaccine sớm. Nhưng mà cũng không được nha quý vị. Thì đừng nói chi mà chúng ta tốn 250 hay là 750 đô la để mà lấy một liều vaccine để chích, là chuyện đó là tuyệt đối không có. Lộc nói gì vậy? Lên Lộc nói sung quá. Thì chắc chắn rồi, tại vì những cái người mà có tiền người ta tin tưởng vào những cái thuốc ở bệnh viện này nọ hơn. Nhưng mà người ta còn không kiếm được thuốc, lấy gì mình có? Dạ thưa quý vị, một cái tin về cái phản ứng phụ đối với cái vaccine COVID-19 là lần thứ ba trong ngày thì có một nhân viên chăm sóc sức khỏe ở Alaska cũng đã bị dị ứng sau khi tiêm một liều vaccine Pfizer. Theo lãnh đạo của Foundation Health Partner, một bác sĩ ở Fairbanks hôm thứ Năm đã trải qua phản ứng phản vệ khoảng 10 phút sau khi tiêm trong thời gian quan sát. Vị bác sĩ này có triệu chứng sưng lưỡi, khàn giọng và khó thở.
đã được chở từ phòng chích vaccine đến bệnh viện Fairbanks Memorial và cô vẫn ở bệnh viện để theo dõi. Và sau đó 6 giờ thì cô được cho về. Được biết là cô này không hề bị dị ứng với lại thuốc hay là cái gì từ trước giờ, nhưng mà cô bị một cái dị ứng là bị ong chích, thưa quý vị. Vị bác sĩ này là một trong gần 300 người nhân viên đã đến nhận vaccine vào hôm thứ Năm. Thì Lộc cũng có nhắc nhở quý vị là nếu mà quý vị lớn tuổi mà được chích bây giờ đó, nếu mà đến CVS hay là Walgreens đó, thì khi mà chích đó, phải ngồi đó đợi cho cái thời gian khoảng chừng ít nhất là 15 phút để mà mình còn có bị phản ứng phụ để mà có người giúp đỡ mình liền. Dạ. Nhưng mà sau đó thì chắc không sao. Dạ. Thì hiện tại bây giờ Hồng Loan chỉ thấy những cái phản ứng phụ nó xảy ra rất là nhanh chóng, sau 10 phút là nó phản ứng liền. Nhưng mà mình có bị gì hay không thì kịp thời để mà người ta cấp cứu cho mình. Nhưng mà cũng rất là ít. Quý vị cũng an tâm là cái thành phần phản ứng phụ cũng rất là ít, nhưng mà cũng một khoảng thời gian khoảng chừng vài tiếng đồng hồ sau là nó hết, thưa quý vị. Mình chỉ ngại lo cho những người lớn tuổi đó, thì cô chú bác nên ở lại để mà lỡ có gì thì có y tá họ giúp đỡ mình liền lập tức lúc đó. Thưa quý vị, nghe nói là ngày mai thì là ông Biden sẽ được chích cái vaccine ngừa COVID-19, và người ta thắc mắc là tại sao ông Biden với lại bà Harris là hai người không cùng tiêm chích trong một thời điểm. Thì được tìm hiểu thì Hồng Loan biết được rằng là ông Joe Biden và vợ sẽ được tiêm mũi vaccine đầu tiên tại bang Delaware vào ngày mai 21 tháng 12. Thông tin trên được bà Jen Psaki, người được ông Biden chọn làm thư ký báo chí Nhà Trắng tương lai, công bố vào ngày 18 tháng 12. Đội ngũ chuyển giao của ông Biden không thông báo địa điểm tiêm vaccine cụ thể. Ngoài ra, bà Psaki cũng tiết lộ rằng bà Kamala Harris và chồng là Doug Emhoff sẽ được tiêm vaccine sau vợ chồng ông Biden một tuần. Người ta hỏi là lý do vì sao hai người không chích cùng một lúc, thì họ trả lời rằng họ lo ngại về cái vấn đề tác dụng phụ. Thì lỡ như người này có bị tác dụng phụ thì cũng còn người kia để mà lo những cái chuyện mà chuyển giao trong cái quá trình chuyển giao tổng thống theo thủ tục, thưa quý vị. Nhưng mà vừa qua thì ngày hôm qua thì đã được thông báo là cái hệ thống chuyển giao nó đang tạm thời delay lại rồi, nó đang ngưng lại. Hệ thống chuyển giao mà về chính phủ mới đó đã bị delay lại. Thì là Lộc nghe những thông tin trên mạng nói như vậy đó. Là tại vì bữa giờ bị hacker nhiều quá, chắc họ đang tạm dừng. Và có lẽ là ngày mai là đầu tuần thì mọi việc sẽ bắt đầu trở lại bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà vấn đề là mình thấy đã là đứng ra để mà chích cho dân chúng yên tâm. Mà lại lo ngại cái vấn đề này. Nói vậy thì ai dám chích. Thì nó hơi mâu thuẫn một tí ha quý vị ha. Và được biết là vào cái ngày 18 tây thì ông Mike Pence cùng với phu nhân của ông cũng đã tiêm chích cái vaccine này. Và không có thấy thông báo là có bất kỳ phản ứng phụ nào hết. Kính thưa quý vị, Apple đã tạm thời đóng cửa toàn bộ 53 cửa hàng tại tiểu bang California, Mỹ vì dịch COVID-19 bùng phát tại nơi đây. Đây là quyết định khó khăn vì đóng cửa hàng loạt các cửa hàng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Do COVID-19, chúng tôi tạm thời đóng cửa các cửa hàng ở một số cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Phát ngôn viên Apple gửi mail đến CNBC cho hay, chúng tôi đưa ra quyết định này để phòng ngừa trong khi dịch COVID-19 đang gia tăng. Chúng tôi mong được đón lại nhân viên cũng như khách hàng càng sớm càng tốt. Đóng cửa 53 cửa hàng. Riêng ở California thôi quý vị. Tại vì California cũng đang lockdown. Thì đâu có buôn bán gì được. Thưa quý vị, tin từ nước Anh thì Thủ tướng Anh đột ngột đổi ý phong tỏa London vì virus corona lây lan nhanh. Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, ngày 19 tháng 12, đột ngột đổi ý và áp lệnh phong tỏa thủ đô London cùng phần lớn khu vực đông nam nước Anh trước tình hình COVID lây lan nhanh chóng. Ông Johnson thông báo về quyết định phong tỏa sau một cuộc họp khẩn cấp cùng nội các. Trước đó, chính phủ Anh đã phát hiện một biến thể mới của virus corona tại khu vực đông nam nước Anh, được cho là có khả năng lây lan cao hơn các biến thể trước đó 70%.
Dù tuyên bố hủy lễ Giáng sinh là thiếu nhân đạo và ảnh hưởng đến toàn quốc gia, Thủ tướng Anh đã công bố quy định mới chỉ cho phép từ 3 gia đình trở xuống gặp gỡ nhau trong dịp lễ này tại các khu vực bị phong tỏa. Ngoài ra, việc tụ tập đông người bên ngoài phạm vi hộ gia đình đều bị cấm. Theo New York Times, các quy định phong tỏa có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 là những biện pháp nghiêm ngặt nhất được chính phủ Anh áp dụng kể từ khi đặt ra lệnh phong tỏa toàn quốc từ tháng 3. Điều này cho thấy nỗi sợ đối với biến thể mới có khả năng kích hoạt quá trình lây lan COVID-19 nhanh chóng trong mùa đông. Khi virus này thay đổi cách tấn công, chúng ta cần thay đổi cách phòng vệ. Chúng ta phải hành động dựa trên thông tin chúng ta có vì dịch hiện lây lan rất nhanh, ông Johnson tuyên bố hôm 19 tháng 12. Wow. Ghê quá, mấy ngày hôm qua mình có nghe là cái con virus này nó biến đổi quý vị, và nó lây lan một cách dễ dàng và nhanh chóng đã xảy ra ở nước Anh. Thì cho nên ở nước Anh họ đang phải rất là cẩn trọng, nhưng mà mình chưa nghe là nó đến những cái nước khác. Mình hy vọng nó đừng có mò qua tới Mỹ hay là lan qua Ý, Pháp rồi. Đúng rồi. Quý vị nhớ châu Âu hồi đợt đó không? Trời ơi, bệnh mà tan thương luôn. Cũng nghe nói là ở California thì cái con số mà lây nhiễm đã tăng 200% nha quý vị. Nên những ai mà ở California thì mình rất là cẩn thận, khi mà đi đâu mình cũng phải đeo mask rồi cách xa những người lạ. Rất là kỹ trong cái vấn đề bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình mình trong thời gian chờ đợi để được tiêm chủng vaccine nha quý vị nha. Theo tin của Tổng thống đương nhiệm là Donald Trump thì ông muốn bổ nhiệm luật sư Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt. Thưa quý vị, truyền thông Mỹ tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến khả năng chọn luật sư Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử. Tuy nhiên, vấn đề này không được nhiều người ủng hộ. Hãng tin Bloomberg ngày 20 tháng 12 dẫn nguồn tin thân cận cho biết ý tưởng được ông Trump đưa ra trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 18 tháng 12 với sự tham gia của luật sư riêng là Rudy Giuliani, luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone, chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và bà Powell. Bà Powell đã đồng hành cùng chiến dịch của Tổng thống Mỹ trong các vụ kiện kết quả bầu cử tại nhiều bang ở Mỹ và ủng hộ các cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump. Tuy nhiên, nhiều thành viên tại cuộc họp đã phản đối đề xuất này. Trước đó, ông Giuliani khi nói về bà Powell đã nhấn mạnh rằng luật sư này không thuộc đội ngũ pháp lý của Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, tờ New York Times đưa tin cuộc họp cũng thảo luận đề xuất của ông Giuliani về việc để Bộ An ninh Nội địa thu giữ các máy kiểm phiếu mà ông Trump cho rằng đã xảy ra gian lận. Ông Trump thậm chí đã hỏi về ý tưởng mà cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã nói trên đài Newsmax mới đây rằng Tổng thống Mỹ cần ban hành thiết quân luật và triển khai quân đội để tổ chức bầu cử lại. Khả năng ông Trump bổ nhiệm công tố viên đặc biệt được bàn tán nhiều kể từ sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr từ chức. Ông Barr là người tuyên bố rằng không có đủ căn cứ xác định gian lận quy mô lớn trong cuộc bầu cử. Vấn đề bổ nhiệm bà Powell đặt ra câu hỏi về việc Tổng thống Mỹ có quyền bổ nhiệm công tố viên đặc biệt hay không, vì đây là vị trí thuộc quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thì đúng rồi, mình cũng biết là đây là cái quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, và cái ông được thay thế vô sau cái ngày 21 tháng 12 thì ông sẽ có cái trách nhiệm đó, và mình chưa biết là ông có đồng ý để mà bổ nhiệm bà Powell hay là không. Dạ, thì ngày mai chúng ta sẽ biết rõ cái thông tin này ha quý vị. Và Tổng thống Donald Trump cũng đã bàn thử về cái vấn đề thiết quân luật. Thưa quý vị, có một cái tin từ Việt Nam thì có những anh chàng thanh niên mà ham chơi, không có thích đi làm việc nhưng muốn có được nhiều tiền, thì bây giờ làm gì giờ, phải phục vụ cho mấy bà để kiếm tiền thôi. Thì những anh chàng đó, rất là nhiều anh đã dính bẫy lừa mất hàng chục triệu đồng. Theo thống kê từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2020, các cơ quan tố tụng của thành phố tiếp nhận 32 tin báo tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và giả danh cán bộ cơ quan,
tiến hành tố tụng để lừa đảo. Thủ đoạn của bọn chúng là giả danh nhân viên bưu điện, ngân hàng, kỹ sư, quân nhân, chính trị gia làm quen, rồi kết bạn với người bị hại, đặc biệt là phụ nữ. Chúng đánh vào tâm lý cô đơn nhẹ dạ cả tin của bị hại, rồi tâm sự chuyện riêng tư nhằm tạo lòng tin, hứa hẹn tặng quà, nhờ cấp phát hàng từ thiện, gợi ý chuyện hùn vốn làm ăn, sau đó yêu cầu bị hại chuyển tiền. Đặc biệt, nhiều đối tượng còn giở trò quái dị lừa các thanh niên ham chơi nhát làm muốn hưởng thụ, nhưng lại lười lao động sẵn sàng mua vui cho quý bà để có tiền tiêu xài cá nhân. Nguyễn Xuân Lộc, 25 tuổi, ở quận 8. Muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook, tên Nam Hoàng Đại, A Trường, rồi vào trang phòng chat Cần Thơ, đăng bài viết có nội dung cần tuyển trai trẻ phục vụ quý bà, giá cao, nếu phục vụ tốt sẽ được nhiều tiền bo. Nhiều thanh niên tưởng thật nên gọi vào số điện thoại mà Lộc cho, Lộc lấy tên giả A Trường, nói với các thanh niên là có quý bà cần phục vụ. Gái cho những thanh niên ham phục vụ quý bà địa chỉ, nhà nghỉ và số phòng ở quận Cái Răng để đến nằm chờ sẵn. Sau đó, Lộc đến gặp quản lý nhà nghỉ nói cần lên phòng gặp bạn. Sau khi được quản lý đồng ý, Lộc đóng giả làm nhân viên nhà nghỉ, gõ cửa phòng các thanh niên đang nằm chờ phục vụ quý bà, rồi đưa ra lý do vì sự riêng tư của khách hàng nên yêu cầu khách không được để hung khí, thiết bị ghi âm, ghi hình ở phòng. Lộc buộc các thanh niên phải giao tài sản như tiền, trang sức, điện thoại di động cho gã quản lý và cho biết khi xong việc sẽ xuống quầy lễ tân nhận lại. Sau khi lấy được tài sản, Lộc ra khỏi nhà nghỉ, lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn nói trên, Lộc đã lừa được 9 thanh niên ham phục vụ tình dục cho các chị, chiếm đoạt gần 63 triệu đồng. Ngành chức năng cho biết thủ đoạn của bọn lừa đảo công nghệ cao còn giả bán hàng online khi khách đặt hàng. Bọn chúng yêu cầu nạp thẻ cào để làm phí vận chuyển, phí đảm bảo, nhưng sau đó khóa tài khoản, không giao hàng và chiếm đoạt tiền. Hồi tháng 8 vừa qua, anh LKT, ngụ quận Bình Thủy, nhận lời kết bạn trên Zalo từ tài khoản tên Cơ sở Thớt Gỗ với nội dung chào hàng thớt gỗ, cối, chài gỗ. Anh T sau đó đã đặt mua hàng 700 chiếc thớt gỗ, 500 gỗ vuông, 400 chiếc chày, 400 chiếc cối với số tiền gần 40 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền mua hàng, anh T tá hỏa khi phát hiện tài khoản Zalo Cơ sở Thớt Gỗ đã khóa và số điện thoại liên lạc với tài khoản cũng bị chặn. Biết mình bị lừa đảo, anh T đã đến công an để trình báo vụ việc. Ừ. Cái thằng này nó lường gạt tiền một cách hay chứ. Nó nghĩ ra cái cách đó hay, rất là dễ dàng mà gạt người ta cái đó. Những cái này thì mình mới thấy là những cái thanh niên mà ham chơi rồi nhưng mà biến làm mà muốn có nhiều tiền, mà muốn có nhiều tiền cũng đâu dễ đâu quý vị, không cũng bị gạt. Nhưng mà nó nghĩ cái cách này cũng ghê gớm quá ha. Chỉ nhận mình là người quản lý rồi lên rồi yêu cầu đó thì mấy anh chàng đó thì phải bắt buộc phải tại vì mình làm cái việc gian mà, cho nên mình cũng rất là sợ, mình không có dám phản đối gì hết. Thì muốn có tiền, nhiều tiền thì đưa đây bóp điện thoại tôi giữ. Tại vì yêu cầu của mấy bà này, bà lớn này nọ, nó không có được đem cái đó thì mấy ổng có chịu thôi. Mà đã lên tới khách sạn rồi. Thì họ không có nghĩ là một cái sự mà lường gạt, thằng này nó có thể lường gạt như vậy. Rồi còn vấn đề mà mua hàng online nữa, cái anh này anh quá là sơ suất luôn. Nếu mà mình mua hàng online với một cái số lượng nhiều như vậy thì mình phải tìm hiểu chứ ha. Đúng rồi. Mỗi lần mà mình muốn mua một cái trang web nào mới, quý vị, chúng ta nên lên Google, mình bấm tên cái trang web đó ra để mình xem coi có những cái thông tin gì xấu về cái công ty này hay là không, và công ty này họ mở được bao lâu, cái trang web này họ bán hàng gì, mở được bao lâu và đặt ở nước nào, ở tại đâu, để mình giống như là mình nên điều tra cho rõ ràng trước khi mình muốn mua hàng online. Chứ mà mua 40 triệu đồng là 1.800 đô la chứ đâu phải là đâu ít, phải là ít đâu. Mà để bị gạt như vậy một thì cái bài học này quá tiếc luôn. Một bài học chẳng nhớ đời, nhưng mà cũng là một bài học cho tất cả chúng ta, mình biết trước để mình lường trước những cái chuyện xấu xảy ra. Ngày hôm nay Lộc với Loan kính gửi đến quý vị một số tin tức. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và hạnh phúc. Rất là cảm ơn quý vị đã xem chương trình của Loan và Lộc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Thank you.